Nghe rõ không? Các em ba lên nghe rõ hết không? Dạ, linh của em nghe rõ thầy ơi. Ok, cảm ơn các em. Giờ bữa nay chúng ta học hai bài nha. Về triệu chứng học thôi, cũng đơn giản. Nhất là bài ung thư, triệu chứng học của các bệnh lý thực quản. Cái thứ hai là triệu chứng học của tụy lách. Rồi bây giờ các em xem coi màn hình nó show không nha, nó chạy không? Các em phản hồi chứ. Dạ thấy chạy bình thường thầy ơi. Rồi chạy không? Ba Linh chạy hết đúng không? Dạ thầy. Rồi ok. Hai bài này cũng đơn giản đó em. Cái cách mà thăm khám để phát hiện triệu chứng thì chúng ta đã học ở Scilab rồi. Thế thì đây chúng ta chủ yếu nhắc lại một số cái định nghĩa thôi. Cái định nghĩa của để chúng ta phát hiện những bệnh lý của thực quản. Rồi bệnh lý của tụy và lách. Đó thì chúng ta tranh thủ làm khoảng tiếng hồ hơn tiếng thôi là nó sẽ xong hai cái bài này. Đặc biệt là bài thực quản. Thì các em đọc kỹ cái phần định nghĩa để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về triệu chứng của nó thôi. Còn bây giờ mục tiêu thì các em bám sát trong giáo trình nha. Sát trong giáo trình ngoại cơ sở này. Ngoại cơ sở thì cái đó là cái tài liệu mà tham khảo của các em đó, tài liệu mà giúp chúng ta thi cử luôn. Thì bạn nào giỏi anh văn, đọc anh văn được đó, thì sau những cái bài nó có tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh đấy, thì soạn những cái bài này chủ yếu là trong mấy cái cuốn sách chính là chủ yếu của Mỹ thôi, chứ mình cũng không có tự biên tự diễn ra được cái đó, tức là dịch từ sách của Mỹ trong cái một cái cuốn mà đầu tay đó là cuốn sách Tân, cái thứ hai đó là cái cuốn Mingo, và thứ ba là cái cuốn mà Ballet. À, ba cái cuốn đó là cái giáo trình chính, hai cuốn của Mỹ và một cuốn của Anh. À, bạn nào đọc thêm thì đọc thêm trong sách đó, còn nếu không chúng ta đọc trong giáo trình cũng được, hoặc là kết hợp với triệu chứng học của Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu cho chúng ta hiểu rõ hơn thôi. Và bây giờ mục tiêu thì các em bám sát mục tiêu nha, nó có ba cái mục tiêu này. Một, định nghĩa được nút khó nút đau, cái này thì dễ rồi ha, chúng chủ yếu đọc lý thuyết thôi. Cái thứ hai là trình bày sự khác nhau của nút khó trong bệnh lý ung thư thực quản và có thoát thâm vị. Thì cái này các em phải chú ý cho kỹ, tức là cả hai đều có triệu chứng của nút khó hết, và một loại bệnh là của lành tính hay một loại bệnh là ác tính, thì chúng ta phải tìm được để chúng ta biết, chúng ta phân biệt giữa hai cái nút khó này để chúng ta chỉ định cận lâm sàng kết hợp với cái cận lâm sàng để chẩn đoán cho đúng cho bệnh nhân. Và cái cuối cùng là trình bày được đặc điểm sụt cân và tráng ăn của bệnh ung thư thực quản và có thoát thâm vị, sự khác nhau của hai bệnh đó như thế nào, liệu có thoát thâm vị, có tráng ăn hay không, có sụt cân hay không. Cho ung thư thì chắc chắn rồi đúng không? Thì chúng ta nói về cái khó nuốt, khó nuốt tức là cũng có một số cái trường hợp, có một số sách đã dùng từ nuốt nghẹn.
tức là cái sự khó khăn trong việc đẩy thức ăn xuống miệng qua hạ hầu và xuống thực quản, tức là từ miệng qua hạ hầu và xuống thực quản, tức là cái sự di chuyển của thức ăn này nó gặp khó khăn, thì chúng ta gọi là khó nuốt hoặc là nuốt nghẹn. Cái thứ hai đó là không nuốt được, tức là tắc nghẽn hoàn toàn thực quản, là do có thể dị vật hay là có thể là khối u gì nó làm hẹp của thực quản. Đó. Nuốt đau thì nuốt cảm giác nó đau bên trong họng thì gặp trong những trường hợp viêm nhiễm, ví dụ viêm loét ở vùng hầu họng hay là cái này là hầu họng chứ không phải hầu họng nữa, hay là viêm loét cái thực quản. Rồi cảm giác nuốt vướng tức là có cái dị vật ở cổ, chúng ta có cảm giác là muốn vướng vướng rồi thức ăn vào cái đường thở do các nguyên nhân ở hầu họng, nguyên nhân về bệnh lý ở cái vùng hầu tổng chủ yếu tổn thương ở hầu họng, có thể do bệnh lý về cấu trúc hoặc là có thể do bệnh lý về chức năng. Về một số trường hợp bệnh lý về cấu trúc liên quan tới não, ví dụ trong những người bị tai biến mạch máu não cũng có thể là thức ăn nó sặc vào đường thở này, thì cái nguyên nhân nó nằm ở hầu họng. Rồi sợ nuốt và không chịu nuốt, nuốt thì này chủ yếu chúng ta gặp ở trong những cái bệnh lý về tâm thần thôi, sợ thức ăn không dám ăn, không ngậm vô miệng nhưng mà không nuốt thì... thì chúng ta biết về sinh lý của khó nuốt khó này, hay là khó nuốt á, khi mà cái khối thức ăn nó quá lớn hoặc là do hẹp thực quản, một là thức ăn, hai là cái thực quản, nó có sự bất thường giữa hai cái này, nguyên nhân thức ăn quá lớn hoặc là thực quản nó hẹp lại, thì lúc đó bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện là khó nuốt. Thì lúc này là chúng ta gọi là khó nuốt thực thể hay là khó nuốt do cấu trúc, tức là có những cái tổn thương thực thể hay là tổn thương do cấu trúc ở cái vùng đó, thì cái này là cái bệnh lý, là cái bệnh lý mà chúng ta phải chú ý để tìm cho ra, để chẩn đoán cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa, khó nuốt mà do sự bất thường về sóng nhu động hay do rối loạn các chức năng của các cơ vòng, chúng ta gọi là nuốt khó chức năng hay là nuốt khó do vận động, ví dụ như là co thắt tâm vị lan tỏa hay là co thắt tâm vị hay là trào ngược dạ dày thực quản, cũng có thể là nuốt. Những này là do cái rối loạn về chức năng, về cái sóng nhu động của thực quản, của hầu họng, đó bệnh nhân có cảm giác khó nuốt. Thì chúng nói tóm lại khó nuốt nó có hai cái nguyên nhân, là một là do tổn thương thực thể hay gọi là cấu trúc, hoặc là do chức năng, đó là do cái sóng nhu động của nó, do bất thường về sóng nhu động, một rối loạn chức năng về cái cơ vòng của thực quản, cơ vòng trên thực quản, cơ vòng dưới thực quản. Rồi chúng ta phân ra những cái vị trí của khó nuốt. Khó nuốt ở miệng và hầu, nước khó miệng hình thành do cái khối hỗn hợp thức ăn và nước bọt nó không có ổn định, khiến cho thức ăn nó vướng ở khoang miệng và có thể trào ra ngoài bên ngoài, tức là lúc này là do cái hỗn hợp thôi, thức ăn và nước bọt. Rồi khó nuốt ở hầu tức là sự tồn đọng thức ăn ở hầu do hoạt động tống thức ăn của lưỡi và hầu diễn ra không hiệu quả, hoặc do tắc nghẽn tại cơ vòng trên của thực quản. Thì cái này là cái tổn thương ở vùng hầu họng, do thứ nhất đó là do cái tống thức ăn của lưỡi, sự đẩy thức ăn của lưỡi đó, hoặc là hầu nó diễn ra nó không có hiệu quả, cũng có thể là tắc nghẽn cơ vòng trên thực quản. Thì các triệu chứng đi kèm của nó là bao gồm khàn tiếng cũng có thể xảy ra này, hoặc là rối loạn chức năng thần kinh sọ, tức là bệnh nhân có tai biến mạch máu não hay xuất huyết não gì đó do cái di chứng nó để lại, di chứng nó lại lại từ cái trung khu nó điều khiển ở trên vỏ não, nó làm tổn thương cái vùng cái nó chi phối thần kinh, tổn thương nó chi phối cái vùng hầu họng này, làm cho bệnh nhân khó nuốt khó. Rồi nuốt khó ở miệng và hầu thì có thể do các nguyên nhân từ thần kinh cơ, chúng ta vừa trình bày, rồi do cấu trúc là do thầy thuốc, tức là những cái can thiệp, những cái lỗ phẫu thuật tại cái vùng này, hoặc là do viêm nhiễm, hoặc là do trình chuyển hóa.
Cái thứ hai là khó nuốt ở thực quản. Thì chúng ta biết khi giãn lồng thực quản có đường kính khoảng 2 cm theo bệnh viện trước sau và 3 cm theo cái mặt bên. Nếu mà cái thực quản nó hẹp dưới 13 mm thì nó khó đối với thức ăn đặc. Lúc này bắt đầu thức ăn đặc cảm giác nuốt nó khó khăn rồi. Hoặc là cái thực quản nó bình thường hoặc nó rộng nhưng thức ăn không được nghiền nát tốt, hoặc là do gối lộn cái vận động của thực quản, gối lộn về sóng du động nó cũng gây là khó nuốt. Tức là cái thứ nhất là bất thường về nó hẹp với thực quản. Cái thứ hai là thực quản nó bình thường nhưng mà thức ăn nó không nghiền nát tốt, khối thức ăn nó to, hoặc là gối lộn vận động thì cũng có thể là khó nuốt này. Trong cái bệnh cảnh mà trào ngược dạ dày thực quản á, thì đôi khi bệnh nhân cũng có khó nuốt nhưng mà lúc này á, là không có hẹp nha, không có hẹp cái thực quản. Cái nguyên nhân này nè, chúng ta thường gặp nhất là do sự cái co giãn của thực quản hoặc là gối lộn vận động của thực quản hoặc là vào cái cơ thắt của thực quản nên nó không có mở tốt, trung bình nó không có đóng mở tốt. Thì trên cái bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản đôi khi cũng có thể là gặp cái triệu chứng khó nuốt chứ không phải là do hẹp thực quản không mới là khó nuốt. Còn đối với mà cái nguyên nhân mà khó nuốt ở thực quản á, mà nó có biểu hiện lâm sàng là không có sóng du động, tức là mất du động hoàn toàn của hoạt động nuốt, hoặc là sự co thực quản bất thường, tức là lúc này á, chúng ta hình dung là chúng ta ăn vào nhưng mà cái sóng du động của thực quản nó không còn nữa, giờ nó không đẩy thức ăn xuống dưới nữa thì nó làm cho bệnh nhân cái khó nuốt. Còn đối với trong bệnh mà co thắt tâm vị á, nguyên nhân của khó nuốt là do mất nhu động cái cơ vòng dưới thực quản, cái cơ thắt dưới của thực quản á. Cơ thắt dưới của thực quản á, thì lúc này là nó không mở ra được hoặc là nó mở ra không có ổn định, không có nhịp nhàng với cái động tác nuốt. Do đó, đó đôi khi bệnh nhân khó nuốt đó làm cho thực quản nó giãn to ra. Còn đối với bệnh mà co thắt thực quản nó lan tỏa thì chức năng cơ vòng dưới của thực quản nó bình thường, thì những cái gối lộn về vận động tức là về chức năng co bóp của thực quản nó chỉ giới hạn ở cái thân thực quản thôi. Tức là bệnh co thắt tâm vị là cái tổn thương chính của nó là ở cái cơ vòng dưới thực quản. Xin lỗi các em xíu nha, nghe bác sĩ ơi. Chứng minh của em á hả? Rồi có anh đăng ký về thứ bảy hả? À vậy hả, em cũng không có gần nữa nè. Em chịu khó tí xíu nha các em. Kẹt cái công việc này. Đột sức các em thông cảm nha.
Tôi tiếp tục các em à. Tức là chúng ta phân biệt được hai cái, một là cái tổn thương của bệnh co thắt thâm vị, cái thứ hai là tổn thương do co thắt thực quản lan tỏa. Còn cái đối với bệnh nhân sơ cứng bì á, thì mất vô đôi khi nó mất nhu động hết nè, mất nhu động của thực quản hết, đi kèm với suy giảm trầm trọng chức năng thần kinh cơ có cơ thắt dưới thực quản. À, thì đây là cái hình ảnh mà do nó cơ thắt của thâm vị nè, nó không có giãn ra được. Do đó thức ăn nó ăn vào nó không có tống xuống cái phần dạ dày nó tốt, mặc dù thỉnh thoảng nó cũng có thể mở ra thức ăn nó đi xuống, nhưng mà cái tình trạng này nó kéo dài cho tới thực quản cái phần trên á, toàn bộ thực quản nó giãn to cho tới cái cơ thắt dưới của thâm vị. Nó biểu hiện bằng chụp trên cái phim mà chụp X quang có cản quang á, thì cái hình mỏ chim như thế này. À, thì đó là trong bệnh mà co thắt thâm vị. Còn đối với bệnh mà co thắt thực quản lan tỏa do tổn thương ở thân thực quản, mà như cái cơ thắt ở dưới thực quản là nó vẫn bình thường, do đó thức ăn nó có thể nó đi qua bình thường, nhưng mà cái thực quản nó giãn từng đoạn như thế này, do nó mất đi cái sóng nhu động. Thì đó là cái co thắt thâm vị và bệnh co thắt thực quản lan tỏa. Rồi khi mà tiếp cận một cái bệnh nhân khó nuốt á, thì chúng ta phải phân biệt nè, khó nuốt ở vùng miệng và hầu và khó nuốt ở thực quản nha. Ở miệng hầu rồi có thể do hoạt động, tức là do vận động đó, hoặc là do cấu trúc, tức là tổn thương thực thể đó. Rồi đối với do vận động á, thì cái nhóm do thần kinh cơ, thần kinh nè, và nhóm do cơ, ví dụ thần kinh tai biến mạch máu não, Parkinson, sơ cứng teo cơ một bên, u thân não chẳng hạn, nhân dân. Còn đối với cái bệnh cơ á, thì viêm đa cơ hoặc là bệnh nhược cơ, loạn dưỡng cơ mắc hầu, vân vân. Đó. Còn đối với do cấu trúc, tức là tổn thương thực thể đó, thì bệnh túi thừa vùng hầu thực quản, túi thừa chân cơ, hoặc là khối u, hoặc là cái mạng cổ, gai xương chẳng hạn, hoặc là tia xạ, hoặc là tổn thương ăn mòn do quá chất, hay là viêm sao mà quá xạ trị, hoặc là có tiền sử phẫu thuật về vùng đầu mặt cổ. Còn đối với khó nuốt ở thực quản thì chúng ta cũng chia ra hai nhóm, do cấu trúc và do cái vận động. Đó, ví dụ do vận động là trào ngược dạ dày thực quản nè, bệnh co thắt thâm vị nè, co thắt thân lan tỏa thực quản, sơ cứng bì. Đó, và do cấu trúc, tức là nếu mà từng đợt thì ví dụ như là cái vùng tra kỳ hay hoặc là cái mạng thực quản, còn nó khó nuốt mà nó tăng dần. Nó tăng dần lên thì đó là cái nguyên nhân của khối u, u nó phát triển dần, nó làm hẹp cái lồng thực quản dần. Và những cái bệnh lý khác, ví dụ như chích hẹp thực quản do quá chất, viêm thực quản, rồi thoát vị khe thực quản, rồi do phẫu thuật, vân vân. Rồi đối với cái trường hợp mà cũng do cấu trúc mà có kèm theo nốt đau, thì ví dụ các nguyên nhân do viêm nhiễm hoặc là bỏng thực quản, ba ghét thực quản, vân vân, thì đó là cái những cái nguyên nhân mà khó nuốt mà chúng ta phân biệt trên cái sơ đồ này. Chúng ta khi mà tiếp cận một cái bệnh nhân khó nuốt thì chúng ta phải đánh giá như thế này, lần đầu tiên để tìm nguyên nhân. Và vấn đề khai thác bệnh sử thì chúng ta mục đích của khai thác bệnh sử là và tiền sử nữa, là chúng ta tìm cái nguyên nhân gây khó nuốt, mà do đó cần hỏi nuốt khó ở vùng nào, cái hoàn cảnh khởi phát, tiến triển và các triệu chứng kèm theo, giống giống như là chúng ta khai thác thuộc tính của các triệu chứng đó. Rồi loại thức ăn gây khó nuốt, khó nuốt từng đợt nó xảy ra với thức ăn đặc gợi ý bất thường về cấu trúc, trong khi khó nuốt nó liên tục cả với thức ăn đặc và lỏng, thì có thể do khó lỏng và vận động. Ví dụ như trong cái bệnh mà co thắt thâm vị á, khó nuốt kể cả thức ăn đặc hay là thức ăn lỏng. Đó, thì nên do có lòng vận động. Đó, còn ngoại trừ hai trường hợp mà chúng ta lưu ý nè, bệnh sơ cứng bì mặc dù có gói lòng vận động, tuy nhiên khó nuốt nhẹ với thức ăn đặc thôi, chỉ khó nuốt nhẹ thôi trên bệnh nhân sơ cứng bì. Và cái thứ hai là khó nuốt ở miệng hầu thường xảy ra với thức ăn lỏng hơn. Đây, hai cái trường hợp này chúng ta chú ý nó bất thường này.
Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta phải khai thác về cái dự diễn tiến của khó nuốt từ vài tuần đến vài tháng, là yếu tố báo động bệnh ung thư. Hoặc là trong các bệnh lành tính như co thắt trong vị, khó nuốt đã xuất hiện từ lâu, một hay nhiều năm mà từng đợt cũng vậy. Thì đó là hai cái nó khác biệt giữa bệnh ung thư và cái bệnh co thắt trong vị. Rồi đau ngực, cảm giác đau ngực hoặc là đau vùng sau sinh ức đi kèm với khó nuốt thì nguyên nhân gì nó cũng có thể có, co thắt trong vị nó cũng có, ung thư nó cũng có, viêm loét thực quản nó cũng có thể xảy ra. Rồi khi mà khai thác bệnh sử, trong phần khai thác bệnh sử thì có cái tiền sử của bệnh nhân. Tiền sử thì chúng ta cũng phải khai thác cho kỹ. Ví dụ như chúng ta khai thác về cái triệu chứng gác bỏng kéo dài trước biểu hiện của nút khó là gợi ý là bệnh teo hẹp thực quản, tức là đã có viêm nhiễm ha, viêm nhiễm trước đó, do đó nó mới cảm giác là rát bỏng ở phía sau xương ức, rát bỏng ở trong ngực. Rồi biểu hiện khó nuốt nữa thì gợi ý cái nguyên nhân hẹp thực quản, nhưng mà chú ý đây là gợi ý nguyên nhân thôi. Chúng ta phải kết hợp về về phần bệnh sử và các cận lâm sàng nữa để chúng ta chẩn đoán cho nó chính xác. Hiện nay đối với những cái cận lâm sàng để chẩn đoán về bệnh lý ung thư thực quản thì nó tương đối đầy đủ rồi, nó gọi dễ dàng để giúp chúng ta tiếp cận và chẩn đoán được. Và trong cái phần khai thác bệnh sử tiền sử thì chúng ta khai thác bệnh nhân có tiền sử bệnh lý gì đó mà đặt xong dài dài kéo dài hay không, ví dụ như bệnh nhân về tai biến mạch máu não hoặc là sau phẫu thuật gì đó mà chúng ta đặt xong dài dài chúng ta kéo dài, hoặc là tiền sử phẫu thuật thực quản hoặc là cái vùng đầu mặt cổ hoặc là quá xạ trị gì trước đó do bệnh lý gì đó thì nó cũng gây cảm giác là khó nuốt. Rồi đối với những cái bệnh nhân á, mà bị bệnh S hoặc suy giảm miễn dịch khác thì khả năng viêm thực quản do nhiễm trùng cơ hội do nấm thực quản chẳng hạn. Vâng vâng à, thì những bệnh nhân này thì nó thể hiện bằng cái viêm nhiễm ở bên trên cái niêm mạc của thực quản. Nó cũng gây cho bệnh nhân là khó nuốt hoặc là nuốt đau. Cái thứ hai nữa là cái triệu chứng trớ hay là ẹ đó, tức là thức ăn trào ngược lên mũi và chúng ta hít sặc vào đường thở khi nuốt là dấu hiệu khó nuốt ở miệng hầu hoặc là gò khí qua quản hoặc thực quản. Hoặc là cái triệu chứng này nè, trớ đó thì cũng có thể là triệu chứng muộn trong bệnh lý ung thư thực quản, tức là cái ung thư nó đủ lớn rồi, nó tiến triển rồi thì chúng ta ăn vào nó dội ngược lên này, ta gọi là triệu chứng chớ. Hoặc là đối với các bệnh lý về co thắt trong vị nhưng mà cái bệnh nó diễn tiến lâu rồi đó, tức là bệnh đã muộn rồi, ở giai đoạn muộn đó, thì chúng ta cũng có thể gặp triệu chứng này. Tiết nhiều nước bọt tức là do nước bọt tiết nhiều mà lại không nuốt xuống được thì nó cũng có nguyên nhân ở vùng hầu họng hoặc là cái thực quản. Rồi khàn tiếng, khàn tiếng xuất hiện nó tương quan với cái triệu chứng khó nuốt đó. Ví dụ như là nó xuất hiện trước khó nuốt đó, thì thương tổn ở thanh quản thôi, còn nó xuất hiện mà sau khó nuốt đó, thì gợi ý là ung thư thực quản, thì nó lớn nó tiến triển và nó xâm lấn vào dây thần kinh bột ngực thì nó cũng làm cho bệnh nhân khàn tiếng kèm theo. Rồi chán ăn và sụt cân, chán ăn và sụt cân thì chúng ta cũng có thể gặp ở trong bệnh lý về ung thư thực quản hoặc là bệnh co thắt trong vị cũng có, nhưng mà bệnh co thắt trong vị thì cái mức độ sụt cân của nó tiến triển không có nhanh, không có nhanh như là giống như là cái bệnh mà của ung thư thực quản, nó tiến triển ít. Bây giờ bệnh nhân vẫn có từng đợt người ta ăn uống bình thường được, thì từng đợt đó là nó bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc là ăn nó khó nó đau, do đó nó ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng đến triệu chứng toàn thân nhưng mà nó không rõ ràng giống như là bệnh ung thư thực quản. Rồi khi mà thăm khám á, thì chúng ta khai thác kỹ những cái dấu hiệu của tổn thương tự trên não, ví dụ liệt hành tỷ
gồm những triệu chứng là vừa gối, loạn vận ngôn, khó phát âm, sụp mi, méo miệng, hoặc là các dấu hiệu của bệnh lý thần kinh cơ khác. Rồi khám tuyến giáp để loại trừ những cái nguyên nhân khó nuốt do cái u tuyến giáp nó tràn vào, ung thư tuyến giáp hoặc là bệnh lành tính của tuyến giáp nó tràn vào. Rồi khám ở vùng miệng hầu để phát hiện những thương tổn hay tắc nghẽn cái vùng hầu họng. Về mặt khám lâm sàng không á, thì ít có giá trị để đánh giá nốt khó do cái tổn thương, đa phần tổn thương của chủ thực quản. Thế này chúng ta cần cận lâm sàng để chúng ta đánh giá. Những cái cận lâm sàng giúp chúng ta chẩn đoán là chiếu và chụp X quang thực quản chẳng hạn. Thì cái hình chiếu và chụp nãy đó thì giúp chúng ta, ví dụ như trong ung thư thực quản thì chúng ta có thể thấy thực quản nó hẹp, mình cắt cục. Còn đối với mà co thắt tâm vị thì chúng ta thấy thực quản nó giãn vậy, và cơ bồng thực quản nó không giãn ra hình dấu hiệu mỏ chim đó. Rồi co thắt thực quản lan tỏa cũng vậy, nó giãn thực quản toàn bộ và nó co thắt. Thường đã khi mà chúng ta chiếu trên cái màn hình đó thì chúng ta thấy quản nó co thắt từng đợt rồi. Rồi nội soi, nội soi thì giúp chúng ta quan sát được về mặt đại thể của tổn thương này. Nội soi cũng có thể là sinh thiết để làm giải phẫu bệnh trong trường hợp viêm hoặc là ung thư chẳng hạn, đúng không? Và nội soi cũng giúp chúng ta điều trị một số bệnh, ví dụ là nông thực quản này, điều trị bệnh co thắt tâm vị hoặc là hẹp thực quản lành tính, hoặc là chúng ta có thể cắt polyp hoặc là túi thừa thực quản hoặc nội soi mình cũng có thể được. Rồi đo áp lực thực quản khi thực hiện, khi là nội soi không tìm được nguyên nhân gây khó nuốt, hoặc để chẩn đoán các bệnh lý rối loạn chức năng của thực quản, tức là rối loạn về cái sóng dao động của thực quản. Hoặc là chúng ta chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân có trào ngược dạ dày thực quản, mà khi mà chúng ta xem xét phẫu thuật để điều trị cho bệnh nhân á, thì giúp chúng ta xác định chức năng của cơ bồng dưới của thực quản. Cái thứ hai là loại trừ các nhân khác, ví dụ co thắt thâm vị, này, sơ cứng bì hoặc là co thắt thực quản lan tỏa. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta đo pH của thực quản, thì đo trong 24 giờ giúp chúng ta chẩn đoán xác định về cái trào ngược dạ dày thực quản, chỉ định khi có những cái điều kiện khác nó không rõ ràng, ví dụ như là biểu hiện lâm sàng không rõ ràng, nội soi để tìm các nguyên nhân khác, ví dụ như co thắt tâm vị hay là nhóm một bệnh lý ung thư nó cũng không giúp chúng ta chẩn đoán được rõ ràng, thì này chúng ta đo pH thực quản coi có phải nguyên nhân nút khó này do trào ngược dạ dày thực quản không, hoặc là chẩn đoán trào ngược mà không chắc chắn, ví dụ như chúng ta chẩn đoán bệnh nhân là trào ngược dạ dày thực quản nhưng mà chưa có chắc chắn lắm, thì chúng ta đo cái pH ở thực quản trong 24 giờ thì chúng ta chẩn đoán là chắc chắn bệnh lý này. Thì đây là cái cách đo chúng ta đặt cái bộ phận máy đo và ba cái bơm tìm được cố định ba cái thông ở thực quản thôi, đặt ở phần dưới, phần giữa và cái phần trên của thực quản, và nó ghi lại cái pH của thực quản trong hình mẫu vậy. Rồi cái nguyên tắc điều trị của bệnh nhân khó nuốt á, thì điều trị tùy vào nguyên nhân, tức là tùy vào bệnh lý. Cái thứ hai là giai đoạn bệnh trong nhóm với bệnh ung thư và co thắt tâm vị, đến sớm thì chúng ta xử lý khác, đến muộn chúng ta xử lý khác. Hoặc là dùng thủ thuật mà nó thất bại, ví dụ như là mặc dù bệnh nhân đến sớm nhưng mà chúng ta chỉ định nông thực quản nhưng mà thất bại thì chúng ta cũng có thể chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. Rồi tình trạng sức khỏe bệnh nhân, rồi trong bệnh co thắt tâm vị thì chúng ta có thể điều trị nội khoa bước đầu tiên, cái thứ hai là thủ thuật nông hay chích là botulinum toxin, tức là độc tố uốn ván, hoặc là chúng ta có thể phẫu thuật Heller để mở cái co thắt tâm vị. Rồi bệnh túi thừa thực quản thì chúng ta cắt túi thừa thôi, có thể là qua nội soi hoặc là qua mổ mở. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì đầu tiên là chúng ta điều trị nội khoa, cái thứ hai là phẫu thuật chống trào ngược, phẫu thuật Nissen hoặc là phẫu thuật đo,
Thì cái này những lâu phẫu thuật này các em không cần nhớ đâu, chúng ta biết về cái nguyên tắc nó được rồi. Khi mà cái năm mà cuối cùng đó, chúng ta sẽ học về bệnh lý thì chúng ta học kỹ hơn về những cái bệnh lý này. Thì đó là cái bài mà triệu chứng về trong các bệnh lý về thực quản ha, nó bao gồm những cái triệu chứng là nốt khó, nốt đau, chớ hay là ẹ, rồi chán ăn, rồi sụt cân, thì nó bao gồm những cái triệu chứng như vậy. Thì cái này nó